Kính Kính lạy lạy Đức Đức Thầy Thầy Thích Thích Ca Ca Mâu Mâu Ni Ni Phật. Phật. Mô Mô Phật. Phật. Và Và hôm hôm nay nay cũng cũng có có duyên duyên lành lành về về Phật Phật Pháp, Pháp mà mà cũng cũng là là ngày ngày 21 21 tháng tháng 2. 2. Trước Trước khi khi đi đi vào vào bài bài giảng, giảng, tôi tôi cũng cũng xin xin cầu cầu chúc chúc cho cho Pháp Pháp hội hội của của chúng chúng ta, ta, cũng cũng như như toàn toàn thể thể Pháp Pháp giới giới chúng chúng sanh sanh đều đều chóng chóng giảng giảng sanh sanh cực cực lạc lạc và và thành thành Phật Phật đạo. đạo. Mô Mô Phật. Phật. Thì Thì chúng chúng ta ta đã đã biết biết trong trong cõi cõi đời đời chúng chúng ta ta có có hai hai thế thế giới giới hết hết thảy, thảy, mà mà thường 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 đó đó là là thế thế giới giới quê quê độ độ của của Phát Phát Hiện Hiện chuyển chuyển hiện hiện từ từ tư tư tưởng tưởng của của chúng chúng ta, ta, tức tức là là chúng chúng ta ta đang đang ở ở đây, đây, từ từ tư tư tưởng tưởng thiện thiện ác ác đã đã tạo tạo nên nên thế thế giới giới ta ta bà bà quý quý độ độ này. này. Rồi Rồi Đức Đức Phật Phật Thích Thích Ca Ca vì vì lòng lòng từ từ bi bi mới mới nhảy nhảy vào vào để để giáo giáo hóa. hóa. Thành Thành ra ra ta chúng ta chúng ta có có thể thể tạm tạm gọi gọi cái cái thế thế giới giới ta ta bà bà là là cái cái trường trường dân dân lập, lập, do do dân, dân, do do phàm phàm phu phu tư tư tưởng tưởng thiện thiện ác ác đã đã tạo tạo nên nên nó. nó. Còn Còn một một thế thế giới giới tịnh tịnh độ độ là là thế thế giới giới sát sát na, na, thế thế giới giới kia kia là là chu chu kỳ. kỳ. Thì Thì do do chư chư Phật Phật dùng dùng cái cái Phật Phật lực, lực, cái cái trí trí tuệ tuệ của của các các ngài ngài để để tạo tạo thành, thành, thì thì thế thế giới giới đó đó kêu kêu là là thế thế giới giới Phật Phật lập, lập, tức tức là là tịnh tịnh độ độ mà mà tôi tôi muốn muốn giảng giảng hôm hôm nay. nay. Mà Mà cái cái thế thế giới giới này này thì thì ít ít có có ai ai giảng. giảng. Từ Từ xưa xưa các các vị vị tổ tổ không không giảng giảng được, được, không không phải phải là là các các ngài ngài không không đủ đủ khả khả năng, năng, có có thể thể các các ngài ngài thừa thừa khả khả năng, năng, nhưng nhưng mà mà hoàn hoàn cảnh cảnh hồi hồi đó đó không không thể thể giảng giảng và và Phật Phật tử tử thời thời đó đó không không thể thể hiểu hiểu nổi. nổi. Thời Thời xưa xưa thì thì có có đèn đèn dầu dầu thôi, thôi, đi đi xe xe đạp, đạp, còn còn ngày ngày nay nay là là xe xe hơi hơi cũng cũng là là thường, thường, máy máy bay bay phản phản lực lực tàu tàu lặn. lặn. Hồi Hồi xưa xưa đâu đâu có có radio, radio, bây bây giờ giờ là là điện điện thoại thoại di di động, động, chúng chúng ta ta ở ở một một chỗ chỗ chúng chúng ta ta có có thể thể biết biết cả cả thế thế giới. giới. Thì Thì bây bây giờ giờ giảng giảng rất rất dễ dễ dàng, dàng, nhờ nhờ đem đem khoa khoa học học để để giải giải thích thích Phật Phật giáo. giáo. Thành Thành ra ra nương nương cái cái đó đó tôi tôi xin xin dùng dùng khoa khoa học, học, bởi bởi vì vì Phật Phật tử tử bây bây giờ giờ có có trình trình độ độ rất rất cao, cao, có có thể thể hiểu hiểu được được thế thế giới giới tịnh tịnh độ. độ. Mà Mà chúng chúng ta ta nên nên nhớ nhớ cái cái gì gì chúng chúng ta ta hiểu hiểu á, á, thì thì chúng chúng ta ta tu tu rất rất là là tinh tinh tấn, tấn, hành hành mới mới dễ, dễ, có có tính tính mới mới có có hạnh. hạnh. Thành Thành ra ra có có người người thắc thắc mắc mắc trong trong đạo đạo Phật Phật nói nói bủa bủa lòng lòng phát phát bác bác ái ái khắp khắp trời. trời. Bủa Bủa lòng lòng bác bác ái ái khắp khắp trời, trời, phát phát ra ra những những pháp pháp trong trong đời đời khó khó tin. tin. Thì Thì có có người người nói nói pháp pháp môn môn tịnh tịnh độ độ rất rất dễ dễ tu, tu, mà mà tại tại sao sao Đức Đức Phật Phật Thích Thích Ca Ca lại lại nói nói một một pháp pháp nan nan tính, tính, nan nan hành? hành? Nan Nan tính tính là là khó khó tin tin thì thì đồng đồng ý, ý, còn còn năng năng hành hành là là khó khó tu tu thì thì làm làm sao sao mà mà ta ta chúng chúng sanh sanh giảng giảng sanh sanh được? được? Nhưng Nhưng mà mà chúng chúng ta ta quên quên rồi, rồi, chữ chữ tính tính chữ chữ hành hành đây đây ngài ngài muốn muốn nói nói đi đi đôi. đôi. Thật Thật ra ra pháp pháp môn môn tịnh tịnh độ độ rất rất dễ dễ tu, tu, dễ dễ chứng, chứng, dễ dễ đắc, đắc, dễ dễ thành thành Như Như Lai. Lai. Trong Trong thời thời buổi buổi này, này, ngoài ngoài pháp pháp môn môn tịnh tịnh độ độ ra, ra, không không có có pháp pháp môn môn nào nào mà mà dễ dễ dàng dàng bằng. bằng. Tất Tất cả cả pháp pháp môn môn khác khác của của đạo đạo Phật, Phật, của của ngoại ngoại đạo đạo chỉ chỉ sanh sanh về về cõi cõi trời. trời. Chưa Chưa có có biết biết tứ tứ sa sa môn môn quả, quả, chưa chưa có có đạo đạo Phật, Phật, tức tức là là quả quả nhập nhập lưu lưu tối tối thắng thắng là là chưa chưa có. có. 62 62 tôn tôn giáo giáo thời thời Đức Đức Phật Phật cũng cũng chưa chưa có. có. Tới Tới Thái Thái tử tử Siddhartha Siddhartha ngồi ngồi dưới dưới cội cội bồ bồ đề, đề, sau sau khi khi 5 5 năm năm tìm tìm đạo, đạo, 6 6 năm năm khổ khổ hạnh, hạnh, tìm tìm không không ra, ra, chỉ chỉ có có quốc quốc đầu đầu Lâm Lâm Phất Phất A-la-la. A-la-la. Quốc Quốc đầu đầu Lâm Lâm Phất Phất là là tương tương tự tự với với A-la-hán. A-la-hán. A-la-la A-la-la là là tương tương tự tự Như Như Lai. Lai. Đó Đó là là thế thế giới giới vô vô sở sở hữu hữu xứ xứ và và phi phi tưởng, tưởng, phi 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 tưởng. tưởng. Sau Sau khi khi Đức Đức Phật Phật nhập nhập định định 7 7 ngày, ngày, ngài ngài đi đi vào vào các các cảnh cảnh giới giới dễ dễ dàng, dàng, thì thì ngài ngài ra ra trình trình bày bày thì thì các các vị vị sư sư A-la-la A-la-la Pháp Pháp yêu yêu cầu cầu ngài ngài ở ở lại lại độ 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 chúng. chúng. Ngài Ngài nói nói không, không, tôi tôi đi đi đây đây không không phải phải là là để để làm làm gia gia chủ, chủ, mà mà cái cái mục mục đích đích tôi tôi là là để để chấm chấm dứt dứt luân luân hồi hồi sanh sanh tử tử khổ. khổ. Mà Mà hai hai cái cái này này chỉ chỉ là là đồ đồ nhái nhái
Thì sĩ đặc ta nói đúng, tôi đã đi hết 62 tôn giáo rồi, chỉ có hai ngày giải là cao nhất. Mấy cái kia giải là trong 5-10 phút là tôi nhập định đi vô liền. Còn của Ngài là tôi đi tới 7 ngày. Không? Thì tất nhiên là cái đạo này cao, nhưng mà nó không phải là đồ thật, nó chỉ là đồ giả thôi. Và hai đạo sư nghe giảng biết của mình sai, thì mới hỏi Thái tử cái A-la-hán thiệt như Lai thiệt là sao. Nhưng mình nên nhớ lúc bấy giờ Thái tử Thích Sắc Ta chỉ là Bồ-Tát thôi, chưa có thành Như Lai. Ngài nói tôi cũng chưa chứng đắc, nhưng mà tôi biết nó sai. Thì cuối cùng Ngài phải đi tìm lấy, đi tìm lấy. Thì Ngài mới nói rằng đạo khi ở tại lòng ta, ở tại con người này, hẳn nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Thì Ngài bắt đầu ngồi thiền, Ngài bắt đầu đi cho tới cuối cùng là 5 năm khổ hạnh, 6 năm tìm đạo, tuyệt thực tới là chết giấc luôn. À, Ngài có hụt mẹ. Khi tỉnh dậy thì Ngài thấy là lúc làm thái tử thì quá thái quá, không thấy đạo. Tới chừng khổ hạnh thì bất cập, hai cái đều không đưa tới giải thoát. Cuối cùng Ngài mới đi cái trung đạo, tức là ăn ngày một bữa, ngày một bữa ngọ trai đạm bạc, để ít nhiều lê quắc tùy duyên, theo pháp màu khất thực giáo khuyên, nêu cao một tấm gương hiền soi chung. Về chỗ ở rồi thung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ, miễn là tránh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp mà chẳng ưa màu mè. Về sự mặc thì đủ che thân thể, không xe xua không vẻ phù hoa, tấm y má nạp như hòa, bước chân lữ khách ta bà dân du. Đó, hạnh khất sĩ phép tu theo Phật. À, thì bắt đầu mới có đạo Phật, có tứ sa môn quả. Sau khi Ngài đi dùng cái bát sữa của Suvajita rồi, Ngài thấy khỏe khoắn, Ngài xuống dòng sông đi liên, Ngài tắm rửa rồi thì Ngài thấy khỏe quá. Ngài mới đi dọc theo cái dòng sông, Ngài thấy cái cội Bồ đề bên dòng sông Ni Liên rất là đẹp. Ngài mới chỉ tay lên trời là tại cội Bồ đề này, dầu máu ta có khô, xương ta có mục, nếu ta không thành Như Lai là ta nguyện chết tại đây. Rồi Ngài lấy cỏ lên, Ngài trải, Ngài ngồi 49 ngày đêm không ăn uống. Cái đêm 49 sao mai vừa rõ dạng, dạ đổ minh tinh nhi tiện thành chánh giác, thì Ngài đắc quả Như Lai. Thì cuối cùng Ngài thấy là đạo Phật cũng không xa lạ. Ngài nói đạo Phật có sẵn trong vũ trụ này, mỗi người đều có Như Lai tánh, có Phật tánh hết, nhưng mà chúng sanh rất khó nhận lại. Thì Ngài không định ra giáo hóa, Ngài tịnh chết, nhập diệt chết. Thì chư thiên mới xuống thỉnh Ngài. Thì Ngài dòm ra cái đầm sen trước Ngài đó, thì Ngài thấy có những cái sen nó nằm ở dưới đáy nước, có những sen nó lơ lửng trên mặt nước, có những sen nó vượt trội lên. Thì Ngài nói chúng sanh cũng vậy, có những người hạ liệt, ác ác ôn, nghĩa là đê tiện, những người chúng ta không thể độ được. Còn có những người nằm ở trên lơ lửng mặt nước, đó là những người trung cơ căn, có thể độ được, số này rất đông. Còn người thượng căn cũng có mà ít, đó là những cái hộp sen nó nhô lên khỏi mặt nước, chỉ cần nghe giáo pháp là đắc quả liền trong tại liền đó, và có thể đắc A La Hán trong 5-7 ngày. Thì Ngài nói thôi, vừa ta đi giáo hóa, ai có tai thì nghe chính lỗ tai mình, ai có mắt nhìn chính lỗ mắt mình, ai có mũi ngửi chính lỗ mũi mình, đừng có nhìn mắt Như Lai, đừng có ngửi bằng lỗ mũi Như Lai. Thì bắt đầu Ngài đi thuyết pháp, nhưng mà Ngài biết rằng chúng sanh khó độ, và nó lưỡng lự mấy lần tính là không giảng. Vì sao? Vì chúng ta coi lại cái tứ diệu đế là cái pháp môn thù thắng nhất của đạo Phật, ngoài tứ diệu đế không có đạo Phật. Nhưng mà tùy theo người giảng, có người giảng tứ diệu đế thành người trời, có người giảng tứ diệu giới thành bốn đường ác, có người giảng tứ diệu tế thành tứ thánh, có người giảng tứ diệu đế thành tam tôn Như Lai. Thành là cái cách giảng nó khác nhau. Thành ra tứ diệu đế cái đầu tiên của Ngài đó là khổ đế. Chút nữa chúng ta lặp lại là chúng ta trả bài đó. Thấy không?
khổ đế là cái khổ cuộc sống này. Thì chúng ta thấy có nhiều cái khổ, thì cuối cùng đó là có vô lượng cái khổ. Và Đức Phật tóm lại có 8 cái khổ thôi. Là một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là thương yêu xa lìa, sáu là từ ghét gặp gỡ, bảy là ham muốn không được, tám là vô có sắc thân này. Có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, do đó khổ. Chút nữa chúng ta phải trả nằm cái đó, nằm lòng cái đó. Rồi cuối cùng đó, người ta mới hiểu lầm đạo Phật. Bể khổ mênh mông sống ngập trời, khách trần chèo một lá thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể khổ thôi. Thì đạo Phật là đạo chán đời. Nhưng mà chúng ta dạy chưa gì đã kết luận rồi. Khổ đế thì Ngài nói khổ là cái quả. Còn nguyên nhân của khổ là gì? Là gì ha? Hả? Là gì? Khổ là tới gì? Tới tập. Tập là gì? Tập đó, nhiều danh từ giảng cho nó kỹ. Người ta hiểu chứ tập. Tập cái danh từ của nó là thói quen. Do thói quen cho nên mới thành ra nghiện, mới thành ra nghiện ngập. Nghiền cũng chính là tập, mà nghiện ngập cũng chính là tập, thói quen cũng chính là tập, mờ dính mắt cũng chính là tập. Thì tài nhiều danh từ khác để chúng ta hiểu rõ hơn. Tôi thì thích chữ dính mắt. Hãy dính mắt đâu thì đi đó. Cha mẹ sanh ra có ai biết hút thuốc không? Không. Có ai biết uống rượu không? Không. Còn đẻ ra con nít mà 2-3 tuổi làm sao biết hút thuốc uống rượu. Lớn lên là xã giao với đời, nhất là đời bây giờ, cả người nữ cũng hút thuốc cũng uống rượu, kêu bằng đi liên quan vậy đó. Còn mấy ông giám đốc đó mời mấy cô bác sĩ đó, tôi có ông có cô Phật tử là bác sĩ đâu đó, ông mời rồi ông biểu mình cục ly rồi mình không uống đâu có được. Thì có uống có nó ai mà ghiền xứ ơi, nó cay xé à. Tôi nói chết chết, một lần nó không ghiền, không hiểu đạo Phật, nó mới là giết chết người. Một lần cũng uống nai cay xé, hai lần cũng cay xé, ba lần cũng cay, bốn lần nó bớt cay, năm lần nó ngọt ngọt, rồi tới sáu lần cái bắt đầu ghiền. Tập cái thói quen đưa chúng ta đến luân hồi sanh tử khổ, tám khổ vô lượng khổ là do cái nguyên nhân có một thôi, đó là cái ghiền. Chúng ta có ghiền không? Tôi thấy là ghiền đủ thứ. Thành ra Đức Phật chia ra 5 cái ghiền nặng nhất. Một là sắc đẹp. Quan trọng nhất là sắc của người khác phái. Nước mất nhà tan mà cội bồ đề cũng khóc gốc. Là sắc đẹp. Vua trụ chết cũng vì đó, mà đệ tử Phật cũng chết vì đó. Đức Phật nó có một cái thôi, mà nó có cái thứ hai nữa đó. Thì đệ tử ta không còn người nào hết. Rồi tôi thêm vô, nếu có Đức Phật đó con sẽ nói rằng nếu có cái thứ hai thì Đức Phật cũng không có luôn nữa. Rồi nói tụi con, Đức Phật có dính mắc không? Dính mắc vào sắc không? Phật thì dĩ nhiên không dính mắc, đắc quả rồi. Nhưng mà trước tiên phải là Thế Tử. Thế Tử dính mắc không? Dính mắc với ai? Và dù đà là sắc nước khuynh thành, cái sợi tóc mà cột này cứ ngắt à. Ngài xiềng xích ngài bứt đứt hết, nhưng mấy bô lão nó chỉ có sợi tóc là cột này. Rồi cuối cùng là ngài dính vào vô là la có một đứa con, là la hầu la. Ngài mới quyết đi tu, mà nếu trước kia là ngài tính đi tu, Tịnh Phạn không cho, cản hoài, nhưng mà biết không thế nào cản con chim đại bàng này được hết đó. Dù xiềng xách gì nó sẽ bứt đứt hết, nhưng mà cuối cùng mấy bô lão nó chỉ có sợi tóc là cột được. Xiền sắc bức đức mà sợ tóc, người đàn bà là không bức đức được. Do đó cái sắc là đứng đầu. Và cái sắc lên là cái một thôi. Còn cái nữa là sắc tốt, quần áo tốt, giày dép tốt, vàng bạc tốt. Mấy cái này là đều là những cái quyến rũ, nhưng mà nhẹ hơn sắc. Còn cái thứ hai là tiền bạc, vàng, kim cương. Thì cái này người nữ nặng nhất. Người nam thì nặng về sắc, người nữ thì nặng về tiền.
Ta dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, mà dùng đàn bà thử đàn ông. Thì đa số nó như vậy. Rồi tới danh lợi. Danh là cái tiếng khen. À, tôi đi cúng dường sư nghe 1 tỷ thì sư phải để con trên bảng vàng số 1, số nhất thì con cúng, còn không là con không cúng. Và nó tỉnh xóa tôi không cần. Có nhiều cô lại cúng con tôi là 1 tỷ hay là 1 triệu, 5 triệu. Tôi nói không, bây giờ không bảng vàng cũng vậy, 2 triệu thôi. Bây giờ đó là Phật tử đông, người một ít, mà đòi ở bảng vàng. Có nhiều cô lợi cúng kinh sách pháp lý đó, phải đề tên cổ phía sau, cúng cho cổ, cho cụ quyền cổ được siêu thoát với tất cả chúng sanh. Tôi nói không, ở đây không có vụ đó. Tôi nói các nơi có thì có đi, nơi đó. Tôi dễ vậy đó. Chỗ nó siêu khó quá, tôi nói ở chỗ nào dễ thì tìm tới, khó tìm lối. Tôi vẫn không cần, vì tôi muốn đi sâu vào Bát Nhã mà. Bát Nhã là con người không có danh lợi gì hết, làm mà không có mục đích, làm mà không cầu cái đền ơn, cầu đưa cái danh mình lên trên trên trời. Mà chúng ta thì thích như vậy, cúng dường mà được người ta biết thì mới cúng. Tôi thì âm thầm mà làm thôi, cái gì âm thầm nó vĩ đại hơn. Nào, chỉ có sự yên lặng là cao thượng hơn hết. Nó làm một cách yên lặng thôi. Bố thí mà còn mục đích thì bố thí là nhỏ hẹp. Bố thí mà vô sở cầu thì đối với tôi vậy, mà không được thì đi chỗ khác. Tôi cái tánh tôi thì vậy. Nói đây sư khó quá, không thấy ai như sư. Người ta cúng 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu nhận. Ở đây sư cúng 10 triệu, nhận 2 triệu. Tôi nói là sư khó tìm lối, dễ tìm lối. Chúng ta thấy là cái sắc, cái tài, còn cái danh. Danh thì đi liền với lợi. Thì chính Nguyễn Công Trứ nó còn kẹt, không công danh thà ngát với cỏ cây. Sống không công danh. Đã có thân, âu hẳn có danh. Danh thân đã có, ác danh âu chẳng có. Không công danh thà nát với cỏ cây. Thì đó là ngoài đời. Còn người tu là phải khác. Người tu không có sắc, không có tài, không có danh. Thành ra muốn xuất gia đó là phải không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Mà bây giờ ông thầy tu nào không tiền. Tiền nhóc hết. Có sư không nhận tiền, tôi nhận tiền, nhận vàng, nhận đô la luôn. Tôi cười, tôi nói là nhận mà đừng dính mắt gì thôi. Nói đúng vậy đó. Tôi thì dính mắt cho nên tôi tránh. Tôi mà đi rước, mà đi sống lên, nó đánh xuống một cái là tôi thành thằng trống liền. Tôi phải nhờ cái phao. Còn quý vị dưới nước là nhập một rồi, quý vị đâu có cần, không cần phao. Nói vậy trên thời buổi này, 1.000, 1 tỷ người không biết được một người không? Đó chỉ có A-la-hán mới dám nói câu đó. Còn bây giờ, A-la-hán hết rồi. A-la-hán quả, trái mà để uống nước nó thì có. Thì chúng ta chịu thôi. Đó là tôi nói sắc, tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, mấy cái này cũng độc. Ăn uống mà ăn đồ ngon không à? Mà chúng ta nói vậy chứ Đức Phật không ăn sao? Cái ăn của bậc thánh nhân nó khác, cái ăn của phàm phu khác, khác chỗ nào quý vị biết không? Thánh nhân cũng đói như mình vậy. Đói thì cứ ăn, khác thì cứ uống, buồn ngủ thì cứ đi ngủ. Nhưng mà chúng ta đừng lợi dụng. Cái câu đó của bậc thánh nhân người ta nói, đói ăn, khác uống, buồn ngủ, cứ đi ngủ. Nhưng mà cái đói ai không đói, Phật cũng đói. Đói bụng thì ăn cơm, ăn cái gì nó thôi. Không, đòi lò 7 món à. Thì cái này không phải cái bụng đói, mà là cái gì đói. Cái gì biết không? Quý vị phải theo dõi mình đó. Muốn thành Phật phải hiểu cho nó rành. Thành ra chút xíu nữa là tôi bắt trả đó. Còn nếu tôi rảnh là bữa 24 tôi lớn nữa thì trả bài đó. Chứ tôi không dễ đâu. Phải tôi giảng bài mới là bài cũ phải trả cho tôi. Mà không được là thôi xù. Tức là quê không có giảng nữa. Quý vị là không, tôi không phải dễ à, tôi giảng là tôi giảng tới nơi, tới chốn á. Tôi giảng ngay trong cuộc sống của quý vị. À, thành đó ăn uống, cái ăn là miếng tồi tàn. Dứt đi một miếng thì lộn gan lên đầu. Thành đó do cái ăn mà chúng ta chết, ăn, mặc, ở, bệnh. Giải quyết vấn đề này xong là thành Như Lai. Vậy Như Lai không có ăn, ở xưa không có mặc. Vẫn ăn, vẫn mặc. Thì lạnh thì tôi phải mặc áo chứ.
Nhưng mà áo khẩu tròn cổ, áo hở cổ, áo dài bất đất, không có cái vụ đó. Mặc sao cho ấm, đừng có bệnh thì thôi. Ăn thì đói thì bước cơm vô. Không, nó đòi hủ tiếu mà, không có cái vụ đó. Các nước thì uống nước bia, nước la vi đó, nước khoáng này kia uống được. Không, nó đòi bia, nó đòi cà phê. Thì cái này không phải là khác cái miệng, mà là khác cái tư tưởng, cái tâm. Chút nữa chúng ta đi sâu vào cái tâm nha. Nói cái tâm mà chưa chắc quý vị biết cái tâm, là còn trả bài cho tôi nữa à. À, tôi giảng đại khái vậy rồi trả bài, tôi giảng tiếp nữa. Phải thuộc lòng mới được. Quý vị có năm giới mà đa số là không thuộc á. Phải thuộc trả năm giới cho tôi. Tôi 250 giới. Tôi phải thuộc là tôi trả ở đây cho quý vị, không sót một giới nào. Tôi thấy quý vị làm biến quá. Rồi làm sao mà giảng sanh về cõi cực lạc được. Tôi nói giảng sanh á, chứ không nói thành Phật ngay bây giờ. Bây giờ đắc quả nhập lưu quý vị 10 năm nữa, tới Phật Di Lặc ra cũng chưa chắc đắc thánh quả được. Nhưng mà về cực lạc mới vị thành Như Lai. Cái đó là cái hy hữu nhất của pháp môn tịnh độ. Chỉ có tịnh độ mới dám nói vậy thôi. Còn tất cả pháp môn khác thì nhất niệm thành trời. Tịnh độ nó nhất niệm mà thêm cái phát nguyện là thành Như Lai. Cái đó là tôi thấy là đặc biệt nhất. Có người không tin. Không tin là tại mình dốt Phật Pháp. Hồi xưa nói thật tôi cũng không tin tịnh độ đâu. Nó nói dốc con à. Vì mà có rừng cây, có ao bát nước công đức mà lại không có, không có sanh già bệnh chết. Thì giờ tôi đi vào thế giới sát na để quý vị hiểu. Đó là thế giới của chúng ta, thế giới ngũ dục. Còn thế giới sát na tịnh độ là thế giới có hình mà không có tướng. Thế giới này, thế giới có hình, có tướng tương ưng nhau. Tức là có nhận thức và có đối tượng nhận thức. Rồi thế giới sát na chỉ có nhận thức mà không có đối tượng. Thế giới này có không gian và thời gian tương ưng. Thế giới cực lạc là không có không gian. Không gian bị quá dão giờ thời gian. Tôi nói một cái thí dụ thì quý vị hiểu. Thế giới cực lạc giống như cái dòng nước. Thế giới dòng nước linh hồn đấy. Thế giới quế độ chúng ta giống như sóng. Sóng nó nương vào cái dòng nước. Khi có tham sân si, nó mượn cái dòng nước linh hồn để nó tạo ra cái sắc thân, sắc thọ tưởng hành thức. Thì tôi hỏi quý vị, cái sóng với cái dòng nước là một hay là hai? Một hay hai? Một thì sai, mà hai thì trật. Chúng ta đi xuống dưới sông, đi ra biển, chúng ta ngồi nhìn biển. Khi mà không có gió bắc phong tham sân si, biển lặng hoàn toàn im như tờ. Chỉ có cái dòng nước biển nó trôi chảy. Đó là thế giới tịnh độ, thế giới linh hồn, thế giới a lại gia của chúng ta đấy. Nó chảy như tờ. Nhưng mà khi có gió nổi lên rồi, gió tham sân si, tức là gió bắc phong, thì sao? Nó mượn cái dòng nước biển, nó nổi lên những cái lượng sống. Sống người ta, sống trâu, sống bò, sống chó, sống heo, sống tịnh xá, sống tất cả. Thì bây giờ có kêu đó là dòng nước hay là biển không? Kêu dòng nước không? Không, nó kêu đó là sống. Vậy tôi hỏi quý vị, sống với dòng nước đó là một hay là hai? Thì chúng ta thấy tách rời sống không có nước. Tách rời nước không có sống. Như vậy nó là một. Nhưng mà sống đó thì sanh rồi diệt. Còn nước có mất không? Không, nó cứ lặng lẽ nó trôi vậy hoài. Thành ra cái linh hồn, quý vị linh hồn, dòng nước không bao giờ mất. Nó cứ lặng lẽ nó trôi hoài. Mà khi có tham sân si vô, nó tạo thành sắc thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí và kinh nghiệm kiến thức. Đây là cái tiến trình năm quẩn của chúng ta. Còn trâu bò heo chó thì nó chỉ có sắc thân,
có cảm giác tư tưởng mà nó không có kinh nghiệm kiến thức, nó có ba quẩn. Cái đó mấy vị phải học đó. Thì đó, chúng ta biết thế giới tịnh độ với quý độ nó khác nhau rất xa. Thế giới của dòng nước nó khác với thế giới của sống. Sống thì có thành, trụ, hoại, không. Còn xác thân chúng ta thì sanh, già, bệnh, chết. Rồi khi mà cái lượng sống nó nổi lên rồi nó tiêu rồi, thì cái dòng nước linh hồn còn không? Còn. Rồi nó lại mượn cái lượng sống khác, cái tham sân si khác, nó tạo mượn cái dòng nước linh hồn, tạo thêm cái xác thân mới nữa. Rồi xác thân mới này cũng sanh già bệnh chết nữa. Rồi cái dòng nước linh hồn còn, khi tham sân si, cái ham muốn nó còn, nó tạo lên cái lượng sống mới nữa. Cứ thế chúng ta luân hồi mãi, sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, lìa qua một đời, rồi theo nghiệp cái trí này luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng mãi tấn tù. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết theo guồng chuyển sai. Người đời mãi tạo gây vọng nghiệp, để rồi ra chịu kiếp lưng trầm. Việc làm người vẫn vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lưới đi. Vượt qua khỏi chốn rừng nguy, thoát ra suốt kiếp lưu ly mà trở về. Thôi thì bây giờ quý vị nhớ là làm sao mà đừng có tiếp tục luân hồi nữa. Thì 62 tôn giáo là tu cải sửa luân hồi cảnh giới đê tiện xấu, chuyển qua cảnh giới tốt, rồi tốt chuyển qua tốt hơn nữa. Thấy tử Si Đạt Ta thấy sao mà cứ đi lẫn quẩn hoài. Nhưng mà chúng ta phải rành cái thế giới lẫn quẩn đó, chúng ta phải tu vào cái lẫn quẩn đó. Nếu bốn đường ác thì không thể qua đạo Phật được, bốn đường thiện thì mới qua đạo Phật được. Thành ra chúng ta bây giờ đang ở bốn đường ác, vị còn đang sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, thì quý vị phải dứt cái đó. Chút nữa tôi nói rành thế giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vô sắc giới là tương đương với Bậc Thánh thứ ba, vô sắc giới là tương đương với A-la-hán và Như Lai, tương tự. Còn dục giới nó tương tự như nhập lưu. Mà chúng ta thấy là trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói là tiến trình của ngũ ấm ma. Mà nếu chúng ta không nắm vững là chúng ta lọt vào ngũ ấm ma. Thành ra thời buổi nào khó thoát. Nhưng mà có pháp môn tịnh độ cứ về Cực Lạc Phật Di Đà rồi chúng ta thoát một cách dễ dàng. Tại sao vậy? Tại vì cái đức của Như Lai rất là lớn. Còn nếu cõi này còn Phật Thích Ca, chúng ta khỏi cần giảng sanh. Nói thiệt, còn Phật Thích Ca giờ tôi đã có láng lâu rồi, 7 bữa à. Không thua ai là ai Xá Lợi Phất Một Kiền Liên đâu. Nhưng mà thiếu cái mặt trời rồi thì chúng ta đang sống trong cái cõi u ám không trăng sao. Thành ra bây giờ chúng ta cứ sờ sống, đi tìm Niết Bàn, sờ soạn đi tìm Niết Bàn. Vô minh không biết lối mà ra. Còn nếu có mặt trời mọc ra rồi thì dễ dàng. Thành ra cái đại bất hạnh của chúng ta là sanh ra không gặp Phật. Cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài. Rồi bây giờ Đức Di Lặc nói là còn 10.000 năm nữa, Phật Thích Ca nói 10.000 năm nữa Di Lặc mới ra đời. Chúng ta giờ thọ mạng 100 tuổi không tới, thì phải 100 kiếp nữa. Chúng ta chết đi sống lại, chết đi sống lại 100 kiếp nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Chịu nổi không? Tôi chịu không nổi đâu. Tôi biết cái pháp môn tịnh độ, biết cái thiền tông hơi lâu rồi. Mà biết thiền tông rồi không tin thế giới tịnh độ. Muốn tin thế giới tịnh độ, chúng ta phải hiểu thế giới sát na. Thế giới sát na là thế giới của dòng nước linh hồn. Thế giới của quý độ là thế giới của lượng sống. Mà lượng sống thì phải nương vào cái dòng nước linh hồn để mà
duyên khởi. Rồi từ cái lượng sống xác thân này nhận lại cái dòng nước linh hồn, nhận lại là lối tu của đạo Phật. Còn duyên sinh, duyên khởi, cải sửa là lối tu của chúng ta. Từ cái lượng sống địa ngục, ngạ quỷ, sống súc sanh, sống A-tu-la, sống người, chuyển lên sống ngựa trời dục giới. Rồi từ cái sống trời dục giới chuyển qua sống trời sắc giới. Rồi cải sửa chuyển qua sống trời vô sắc. Thì thấy mình tương tự như là A-la-hán, như Như Lai, đâu còn tu nữa. Lọt vào ngũ âm mà. Do đó Đức Phật Thích Ca mới ra đời, thấy đau khổ mới chỉ chúng sanh con đường thoát khổ, chỉ chúng sanh cái đồ nhái, đồ giả để chúng ta đi vào con đường giải thoát. Nhưng mà sau khi tập Phật nhập diệt rồi, phải nói đời mạt pháp này không có. Lúc ta còn sống 1.000 năm, nhưng mà thôi người nữ còn 500 năm. Người tu rất nhiều, đắc quả rất nhiều. Còn tới thời tượng pháp 1.000 năm, mà người tu phân nửa đắc phân nửa. Tới mời họ có 1.000 người tu kiếm một người chứng đắc đỏ mặt, tức là thời này. 1.500 năm là bắt đầu mặt pháp, bây giờ 2.500 mấy chục năm. Còn 10.000 năm nữa thì Di Lặc mới ra đời. Thành ra tôi thấy là tôi đi tịnh độ, đi thiền tông tôi đi không nổi. Thiền tông là tự tu, tự hành, tự thành chánh giác. Còn tịnh độ là tự tu, tự hành, nhưng mà phải nhờ thêm tha lực. Mà tha lực đó là Phật A-di-đà. Còn A-di-đà nữa, còn cái tha lực mà hiện tại đó, tức là cái ban hộ niệm. Thành ra cái pháp môn tịnh độ rất là thù thắng trong thời buổi này. Nếu chúng ta nhất niệm đó thì tự lực được giảng sanh. Mà nhất niệm là gì ha? Ở đây chắc cũng ít ai biết. Cái nhất niệm chúng ta hiểu lầm hoài, còn phải phát nguyện nữa. Thành ra khi chúng ta chết đó thì tự lực chúng ta nó khó mà giảng sanh. Tức là cái tu tập cái định lực của chúng ta quá yếu, mà cái nghiệp lực nó quá mạnh. Mà muốn chuyển nghiệp lực thì mình phải tu định lực ít nhất cũng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà nếu nhị thiền mà cái nghiệp lực nó nặng hơn nữa thì chúng ta phải đầu hàng. Thành Đức Phật khuyên phải làm sao sống đơn giản, hiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Thành đó Đức Phật đó là ngày đi xin ăn, đêm ngủ với cội cây. Ăn chỉ ăn đồ sinh mà thôi, nhưng mà hội thuyết pháp được ăn tại chỗ. Mặc chỉ dùng bô bố thôi, dùng giải bỏ mà đâu lại thành áo. Ai cũng giải đồ cũ thì được nhận. Ở thì chỉ ngủ dưới cội cây, nhưng mà ai cũng liệu am cốc và một cửa bằng lá, một cửa được ở. Bệnh không tự làm thuốc, chỉ dùng phân quế của bò mà làm thuốc trong cây đau. Nhưng có ai cúng thuốc đường dầu thì được dùng. Người tu rất là giải thoát. Bây giờ đâu còn người tu nữa. Phải bỏ giới là bỏ đạo Phật. Giới còn thì đạo Phật còn, giới mất thì đạo Phật phải mất. Thì ở ngoài chánh phủ là pháp luật, nhà trường, trường là ở trường là gia đình là kỷ luật. Trong đạo Phật là giới luật một thứ đó. Mãi bỏ cái pháp luật thì nước phải mất. Và bỏ kỷ luật thì trường học sẽ tan hoang, nhà cửa sẽ tan nát. Rồi bỏ giới luật thì cội bồ đề phải trót gốc. Mà ngày nay quý vị thấy còn giữ giới không? Ở giới còn đạo Phật còn, giới mất thì đạo Phật mất. Giới là khuôn hình coi cái trong để giữ tiếng đầm ấm thanh tao của nó. Giới là bầu không khí hộ lấy sự sống của muôn loài. Mà giới Phật, giới luật mà còn là do tăng ni. Tăng ni là cái cột cái của ngôi nhà đạo Phật. Và tăng ni còn hay không là do thiện tín. Thiện tín biết cách cúng dường thì tăng ni đâu có tiền thì thiện tín phải cúng dường. Mà ông nào phá giới môi mép nhiều thì lại cúng, còn mấy ông nào tu chân chánh thì không ngó tới. Thì đạo Phật nó mất. Môi mép thì Đức Chúa mấy vị là quý vị cúng dữ lắm. Bắt đầu khen khen quý vị, còn mấy ông thầy chân tu là nó không có khen.
cũng nhiều người ta cũng không nhận, rồi cũng sai luật là người ta nói đó. Thẳng mực tàu rồi đâu còn lỗ, họ nói thẳng đụng mình cái mình bỏ là không cúng nữa, phải vuốt ve mình, làm trúng làm trật gì cũng vậy. Thành ra bây giờ mấy thầy tu không có, thành ra người tu mà chân thật là không bao giờ biết tới tiền. Đi xin ăn có gì ăn đấy, ngày một bữa ngỏ chai đạm bạc, chỉ ăn chay ngày một bữa thôi. Xài cái gì bây giờ? Những giờ đưa tới tiền tôi xài cái gì? Rượu không biết, thuốc không biết, tôi không biết cái gì, chỉ biết có ăn chay thôi. Mà lấy tiền để làm cái gì? Còn quý vị tiền càng nhiều càng tốt. Thành ra quý vị phải cố gắng làm sao sống đơn giản, bớt xe xua chân diện lại. Do Đức Phật dạy người tu đó, người nam là hai bộ đồ, người nữ là ba bộ thôi. Còn quý vị giờ có người tới 30-40 bộ, đi là đi chân không đó, chứ không được giày dép trừ khi bệnh thôi. Thì chúng ta phải hiểu sống đơn giản là chúng ta không cần cái gì hết. Mà sống mà xe xưa chân diện thì mệt cái xác thân, đem thân làm kẻ tội đài cho bao vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh suốt đời theo lệnh dục tình chắc lối. Cái tham bao thở cho rồi, cái không may đến một hồi là xong. Thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu là càng đắm, càng làm thì càng sai. Quý vị thấy mấy người tham tiền thì càng tham thêm, phải thâu đi cái đấm mà làm thì sai. Tiếc cho mà tháng rộng năm dài, chung quy quan phí về tay thần tiền. Thì quý vị phải hiểu cái chỗ đó, cố gắng tu. Thì bây giờ tôi nói đó là thế giới quy độ. Bây giờ thế giới tịnh độ là sao? Là thế giới đó không có tướng, chỉ có hình thôi. Mà tại sao thế giới cực lạc lại có tướng? Đó tôi thắc mắc cái đó mà tôi không tin. Có hình A Di Đà, có Quan Âm, có rừng, có ao bát nước công đức, có rừng cây. Nhưng mà chúng ta để ý A Di Đà xuống dưới này mà độ chúng ta nó thì ngại trên không gian. Nhìn ở dưới đất đó không có bóng. Chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta nhìn ở dưới đất nó có cái bóng mình ở dưới. A Di Đà Quan Âm mà hiện tới nên không trung lơ lửng gì, ngồi dòm ở dưới đất không có bóng. Rồi chúng ta lý lắc một chút phải thành kính á, chúng ta đứng dậy chúng ta chụp cái chân này không dính, đó chỉ là hào quang kết tụ thôi. Thành ra hoa sen cõi trời với hoa sen cực lạc khác nhau. Hoa sen cõi trời là do tư tưởng tạo thành, cũng như cái sen bây giờ quý vị ra ngoài bẻ bẻ được. Mà sen cực lạc đâu có gì nắm nó được. Nó chỉ là hào quang của ai đi đào quá hiện mà kết tụ lại. Thành ra hai cái sen nó khác nhau quá. Thành ra đừng có tưởng là sen ở cực lạc với sen đây giống hệt. Khác nhau rất xa. Sen đó là do cái trí tuệ của Phật A Di Đà trong năm A Tăng Tiền Kiếp đã tạo thành nó dưới 48 lời nguyện. Chúng ta coi lại 48 lời nguyện khó ai hiểu. Ngài nói nếu 48 lời nguyện mà không thành đó, ta nguyện không thành A Di Đà, từ chối quả Phật. Ngài tu trong năm A Tăng Tiền Kiếp. A Tăng Tiền Kiếp là bao nhiêu năm quý vị biết không? Một kiếp là 16 triệu 800 ngàn năm đối với cõi ta bà chúng ta. Nhân cho 1.000 lần là một trung kiếp. Một trung kiếp nhân 1.000 lần là một đại kiếp, tức là một A Tăng kỳ. Mà tu 5 lần như vậy thì mới thành thế giới cực lạc. Thì chúng ta biết công lao của Phật Di Đà hẳn là tỷ 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 năm mới đạt thành thế giới cực lạc với 48 lời nguyện. Quý vị đọc 48 lời nguyện quý vị sẽ hiểu. Mà đọc quý vị không hiểu đâu, có chữ Hán không à. Mỗi người mỗi dịch khác. Nhất là đối với quý vị quan trọng có nguyện 18, 19, 20 thôi. 18 là gì? Là tất cả những người nào Phật tử mà tu pháp môn tịnh độ, rạc rồng tịnh độ, không tu cái gì khác hết. Không có tụng chú, không tụng kinh, không có tu tứ niệm xứ minh sát tệ, chỉ tịnh độ thôi. Mà được nhất niệm,
mà phát nguyện thì A Di Đà đến tiếp dẫn. Đó là nguyện thứ 18 là tu thuần tịnh độ. Còn nguyện 19 là không tu tịnh độ, tu pháp môn khác, thiền tông, minh sát tệ, tu tiên, tu thôi miên, tu bất cứ pháp môn gì, lương sĩ hằng hay cái gì đó, vô thượng sư thanh hải gì đó, mà được nhất niệm một phát nguyện dẫn giảng sanh, tôi thấy là pháp môn tịnh độ thù thắng. Rồi cái nguyện thứ 20 là không tu tịnh độ, không tu tất cả pháp môn khác, dầu lương sĩ hằng, dầu tu tiên, dầu minh sát tuệ hay thiền tông, không tu cái gì hết, chỉ làm phước thôi, đi bố thí, đi quỷ lạo, đi giúp đỡ mấy người nghèo neo đơn gì đó, mà được nhất niệm, nhớ phải nhất niệm nha, và phát nguyện về cực lạc dẫn giảng sanh. Đó là nguyện thứ 20. Đó là cách giảng của tôi ạ. Tôi đọc tới đọc lui hoài, tôi phải đọc là mười mấy hai chục lần tôi mới hiểu được. Bên dưới chữ tàu nó khó giảng lắm, nhất tự lục nghị. Thì theo tôi là vậy, thì tôi thấy pháp môn tịnh độ rất thù tăng, thành nó dễ tu, dễ giảng sanh. Nhưng mà nếu không có niềm tin là không thể tu được. Niệm Phật cho có lấy lệ thôi, niệm Phật để mà trả nợ quỷ thần, không giảng sanh. Thành ra chữ tin nó đi với cái tử mà giảng sanh. Tin thì mới có phát nguyện, mới có thực hành. Mà tôi không tin thì tôi làm sao thực hành được. Thành ra nan tính thì nan hành. Mà nếu tôi có niềm tin thì tôi thực hành rất dễ. Niềm tin thì tôi để đi vào nhất niệm, mà nhất niệm thì phát nguyện giảng sanh. Mà không tin mà ai biểu mình đi niệm Phật, biểu làm cái đó mình không tin, thì làm một cách miễn cưỡng. Cũng như có mấy ông thiện nam ở Việt Nam này nhậu, và bà chị đó ở ngoại quốc mới gửi tiền về, bệnh nan y, bệnh mà bác sĩ chạy nói giờ mày phải cứ rượu thì tao trị mày được, còn uống rượu nữa là không trị, mà không tiền trị. Thì điện cho bà thị năn nỉ, bà chị nói bây giờ mày vô thọ giới với sư can đi, thì tao gửi mày về cả ngàn đô la cho mày trị bệnh, còn không là tao không gửi. Cuối cùng ép buộc ông phải vô thọ giới. Tôi không hay, cái chừng thọ giới rồi Phật tử mới nói, rồi nói chết là phải, tôi biết tôi không chịu, ông không có giữ đâu, ông miễn cưỡng thọ giới mà, thiệt đâu có lấy số tiền trị bệnh hết rồi bây giờ ông giữ nhậu lại. Cái gì là miễn cưỡng là không có bệnh, làm với cái sự phát tâm, phải sự hiểu biết, tu mà vui vẻ hiểu biết mà tu thì rất bền. Còn tu bị bắt buộc phải tu thì thời gian bỏ, gặp cái chướng ngại là bỏ. Thành ra đạo Phật có quan trọng nhất là phải niềm tin, không tin là không giảng sanh. Mà tin có mấy thứ tin, có hai thứ tin, tín ngưỡng và tín tâm. Ngưỡng là ngẩng lên, tin ở Phật Di Đà thì đó là mê tín, mê tín thiện. Còn tin ở ma quỷ, ở thần quyền, tin ở ông tà bà chúa xứ là mê tín ác, xa đọa, điều mê tín hết. Chỉ khi nào mình thấy được cái Phật tánh, cái bất tử trong con người mình thì đây mới là mê chánh tín, đây mới thật sự là tín tâm. Thì A Di Đà chính là mình. A Di Đà cũng phát nguyện từ cái lặng lẽ chân tâm của mình. Phật Thích Ca cũng từ đó, từ cái chân không này duyên khởi ra tất cả chúng sanh vạn vật các pháp, rồi tất cả chúng sanh vạn vật các pháp đều trở về đó. Bây giờ Phật ở đâu ha? Phật Thích Ca ở đâu? Các vị A-la-hán, Xá Lợi Phất, Người Kỳ Liên ở đâu? Quý vị mà tìm được tôi chịu thua. Mà tôi có thể tìm được. Khi mà lặng lẽ mình trở về với cái bất tử. Cái bất tử chính là vô lượng Phật.
Từ đây sanh ra thân của Phật Thích Ca, thân Thích Ca cũng là phàm phu như mình, cái thân cũng phải sanh vào bệnh chết. Vâng, có điều là Ngài không dính mắc vào cái thân, khác ở chỗ đó. Ngài cũng ăn, cũng mặc, cũng ở, cũng bệnh, đau thì Ngài cũng đau. Ăn đồ ngon, sảng khoái, Ngài cũng biết sảng khoái. Nhưng mà khi sảng khoái thì mình thích tìm ăn nữa. Tìm được thì tham, tìm không được, sạch. Còn ai ăn đồ ngon là biết ngon, thì cái cảm giác ngon chứ cái biết không có ngon. Ngài sống bằng cái biết, cái tỉnh thức. Nó khác như mình cái chỗ đó. Thân đi, cái thân của tôi đi, rồi chết. Cái thân đâu có tôi. Cái tư tưởng cho cái thân của tôi, thân tôi đứng, thân tôi nằm, thân tôi bệnh, thân tôi chết. Còn Phật thì thân, thân đi. Thì thân đi chứ cái biết không có đi. Ngài là cái biết. Thân đứng, thân ngồi chứ cái biết không có đứng, có biết không có ngồi. Thân chết thì thân chết chứ cái biết không có chết. Rồi cảm giác cũng vậy, cảm giác dễ chịu, khó chịu. Cảm giác tôi khó chịu quá. Tôi làm sao cho hết cảm giác này? À, hết cảm giác khó chịu thì tham, mà không hết thì sanh. Tôi có cái cảm giác sảng khoái. Giữ cái cảm giác sảng khoái này cho lâu. Giữ được thì tham, mà giữ không được thì sanh. Còn các Phật này cũng có cảm giác sảng khoái vậy. Phải biết đây là cảm giác sảng khoái. Thì cái biết không có sảng khoái. Nó biết được cảm giác sảng khoái. Rồi cảm giác khó chịu thì Ngài biết cảm giác khó chịu, chứ cái biết không có khó chịu. Nó biết được cảm giác. Thì nó không phải là cảm giác, mà cũng không khác với cảm giác. Nó chỉ là cái yên lặng. Cái biết yên lặng. Thì ngay bây giờ là Phật, chứ còn đợi kiếm Phật ở đâu nữa. Làm được không? Chắc chút xíu rồi thì tới là mấy vị làm được thành Phật hết chứ gì. Không? Chắc là Phật đất đó. Nói vậy mà tới nay tôi cũng chưa làm được. Tôi giảng để chút rồi chúng ta hạ xuống mẫu giáo. Chúng ta phải bắt đi đầu từ mẫu giáo ABC đáp dần. Tôi cũng đi từ đó. Muốn đi từ xa. Muốn tới xa thì phải đi từ gần trước. Không? Thì bây giờ tôi giảng sơ về thế giới tịnh độ. Tôi nói viết đại khái về tịnh độ với quý độ. Để rồi chúng ta thấy cái tịnh độ rất là quan trọng. Nếu không giảng sanh về tịnh độ, chúng ta không thể thành thánh quả được. Ở cõi này thì chúng ta phải đợi Di Lặc ra đời. Chúng ta nên nhớ đó là cái quý vị gặp Phật Thích Ca. Thuyết một thời pháp của vị đắc nhập lưu liền. Coi trong kinh coi. Còn quý vị mà gặp tôi thuyết 100 thời, quý vị không đắc nhập lưu nữa. Tại sao vậy? Tại vì tôi chưa phải là thánh. Tôi thiết là tôi xuất sinh xong thôi, mai đuổi. Nếu mai thì nhờ mà họ đuổi thì chịu. Còn Đức Phật này thiết là Ngài thiết cho cái căn cơ đó. Thành ra Pháp Phật mà nó có nắm được. Lúc thì Ngài thiết cao, lúc Ngài thiết thấp. Lúc thì Ngài phải giữ giới, không giữ giới là sa đọa. Lúc thì Ngài biểu đừng giữ giới, giới chướng ngại cho vấn đề trí tuệ. Mình không biết đâu mà rờ. Có lúc thì Ngài biểu giữ 5 giới, 8 giới, rồi 10 giới, 250 giới, rồi 10 giới trọng, 48 giới khinh. Lúc thì Ngài nói tôi giữ 1 giới thôi. Thành ra chúng ta phải nắm được cái 15 hạng chúng sanh. Nắm được cái tiến trình năm uẩn trong con người mình. Thành ra đây tôi thường bắt quý vị trả nó là năm giới. Không làm điều ác, năm giới phải làm điều lành. Và cái tiến trình của năm uẩn. Thì thôi giờ chúng ta trở lại thế giới tịnh độ. Thì sự khác nhau đó là thế giới này là có nhận thức và đối tượng nhận thức. Ví dụ cái bông trước mắt tôi, thì tôi biết đây là cái bông. Thì cái biết đó là nhận thức. Cái bông là đối tượng nhận thức. Hãy cứ biết tôi thay đổi thì cái bông này thay đổi theo. Ví dụ tôi học cao, tôi nhìn cái con mắt cõi trời, thì tôi thấy cái bông này chỉ là
những cái chủng tử, những cái điện tử nó kết hợp lại thôi, với con mắt điện tử. Còn nếu mà con mắt của các nhà cõi trời sắc giới thì nó chỉ là các tế bào thôi. Còn nếu mà cõi khác nữa, cái nhận thức thay đổi thì cái cảnh giới thay đổi. Thành ra cái bông này thay đổi thì cái nhận thức tôi phải thay đổi. Mà nhận thức tôi thay đổi thì cái bông phải thay đổi. Thì cái quan trọng của Đạo Phật là cải sửa nhận thức của mình. Còn mấy ông tiên bây giờ khoa học đó là cải sửa cảnh giới, nhận thức mình cải sửa theo. Ví dụ bây giờ tôi muốn thấy cái bông này là tế bào, thì tôi phải vào trong phòng khoa học qua cái kính hiển vi thì thấy nó là những tế bào kết hợp. Thì đó là cái cảnh giới thay đổi, thì cái nhận thức tôi phải thay đổi theo. Rồi tôi muốn thấy nó là điện tử thì tôi vào phòng điện tử chiếu cái điện tử này, tiêu quang tiến qua và thì tôi sẽ thấy cái bông này chỉ là những điện tử kết hợp lại, thì cái nhận thức tôi sẽ thay đổi. Còn mấy ông tiên người ta không phải làm vậy. Tu ta nhập đinh lắc cõi trời sắc giới vô sắc giới thì người ta dùng cái con mắt thứ ba như là thiên nhãn, người ta nhìn cái bông. Nếu người ta là cõi trời sắc giới thì ta thấy cái bông nó chỉ là những tế bào kết hợp. Cái nhận thức ta thay đổi thì cái này phải thay đổi theo. Và khi người ta chuyển biến cao nữa trở vào vô sắc, ta thấy cái bông này chỉ là những cái điện tử kết hợp đó. Thì nó cũng giống như là các nhà cõi dục giới này. Cũng như dục giới bây giờ muốn coi người có bệnh phổi hay không, chụp quang tuyến yên. Cõi trời không cần. Người đó đứng trước mặt, ta nhìn qua, thấu có lớp da, lớp xương, ta sẽ thấy cái phổi lủng lỗi, cái phổi nám. Ta không cần quang tuyến. Chính người ta là quang tuyến. Thì cái tu này cao hơn. Có lẽ rồi ở Châu Đốc á, 21 tháng chạp gì đó xảy ra cái trận chiến tranh giữa mấy tiên, địa tiên với thiên tiên. Rồi chúng ta là người Phật tử thì chúng ta đi mê tín cái đó là cái ngu. Thì có thể là quả địa cầu này sẽ nổ nếu mà chơi nhau. Thì địa tiên làm sao làm lợi thiên tiên? Địa tiên cũng có đủ hết, có bộ nguyên tử, có quang tiến, có này kia. Bắn bằng tiêu quang tiến, nhưng mà thiên tiên người ta bắn bằng cái tự lực người ta. Thì cái nó phải cao hơn. Thành nó cõi dục giới này là cái bị cõi sắc giới cai trị. Cõi sắc giới thì bị cõi vô sắc là cai trị. Cũng vô nước nhỏ là bị nước lớn. Nước chúng ta bị Pháp cai trị, rồi đã rồi Tàu cai trị, rồi Pháp cai trị, rồi tới Mỹ cai trị. Chúng ta thấp hơn, trình độ thấp hơn. Con người ngu hơn, nghèo hơn. Thì những cái anh cả phải đánh, phải bắt buộc. Thì chiến tranh bây giờ chỉ có Đạo Phật mới giải quyết được thôi. Giải quyết bằng cách gì? Thế giới bây giờ kêu là con chim hòa bình đang đáo nặng, ngày và đêm càng thêm lo lắng. Làm sao mà cứu thế giới này đem lại hòa bình thế giới? Thì có mấy vị thiền sư nói ai mà tiến đem hòa bình thế giới là ngu. Đem hòa bình cho thế giới hợp tác nhau để làm tìm phương pháp cách thức làm hòa bình đã đặt nền tảng cho chiến tranh. Chết chưa? Ai làm nên cái sự chiến tranh của thế giới này? Châu Đốc cũng vậy mà thế giới bây giờ Liên Hợp Quốc đang tìm cách làm hòa bình thế giới. Mà có hòa bình không? Hồi xưa hội bảo bảo quốc bảo gì đó, đại chiến thứ nhất cũng có, rồi phá vỡ cái hiệp ước đánh nhau. Đại chiến thứ nhì cũng có, Liên Hợp Quốc phá vỡ luôn. Giờ tới đại chiến thứ ba, Liên Hợp Quốc cũng đang tìm cách hòa bình. Hòa bình không? Phật mới đem hòa bình. Hòa bình là cách nào? Giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Cần cho hôm nay tôi muốn nói tới Đạo Phật ở chỗ khó khăn đó. Quý vị cứ đặt cái vấn đề
Rồi quý vị tìm cách giải quyết vấn đề. Cuộc sống này đau khổ là do cái gì? Do sắc, do thọ, do tưởng, do hành, do thức. Khi tôi thấy cái bông, thì đầu tiên là con mắt tôi tiếp xúc với cái bông, thì cái đó mới là sắc của nó. Rồi dây thần kinh thị giác mới thấy cái bông trên trồng đen, nó mới rung lên, thì cái cảm giác mới mượn cái rung động này cho cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Thì cái này là cái rung tự nhiên, chưa có vấn đề. Rồi tư tưởng mới xen vô. À, cái cảm giác sảng khoái mình làm sao giữ lại nó. Rồi bắt đầu có vấn đề. Rồi nếu cảm giác khó chịu mình làm sao mà đuổi nó, tiêu diệt nó, bắt đầu có vấn đề. Vấn đề là do tư tưởng. Còn sắc với thọ đâu có vấn đề. Đức Phật ăn cũng biết ăn, sảng khoái biết sảng khoái, mà khó chịu Ngài vẫn biết khó chịu. Nhưng mà Ngài không có đặt vấn đề. Chúng ta bây giờ thức dậy là có vô lượng vấn đề, rồi chúng ta tìm cách thỏa mãn, mà chưa bao giờ chúng ta thỏa mãn bằng thời buổi này. Thức dậy là thỏa mãn vô lượng vấn đề. Có điện thoại, có máy điều hòa, có quạt máy, theo đủ thứ ở trên để thỏa mãn cho cái lòng dục vọng của chúng ta. Mà càng thỏa mãn, càng thâu, càng đóng, mà càng làm thì càng sai. Càng thỏa mãn thì càng ham muốn. Ví dụ uống nước mặn, khát mà uống nước mặn thì càng khát thêm. Đó là thực tế. Quý vị vô trong cái phòng này, quý vị tả hoặc máy cái đóng mà người lực muốn chết luôn. Thời xưa Đức Phật thuyết ở đâu? Gốc cây. Tôi ở bển ở tỉnh xá, tôi không có thuyết trong phòng. Tôi có phòng rộng hơn cái này. Không bao giờ tôi vô. Cũng là mười mấy hai chục cây hoặc máy. Mà đối với mở hoặc máy mà nó mát, mà hôi đó ướt hết. Còn giả nó dưới gốc cây, cái sân chung quanh cây nó che bít mát rượi. Gió hiu hiu thổi, gió thiên nhiên, khỏi ai cầm qua, khỏi ai gì hết. Nghe Pháp nó rất là sảng khoái, hửi cái gió trời nó rất là sảng khoái. Thành đâu quý vị bây giờ khôn, mà trở thành khôn, quá khôn mà thành khôn. Hồi xưa người ta sống rất đơn giản, người ta rất là khôn. Ta ở nhà, nhà lá, nhà tranh, mái tranh vách đất một gian sơ sài. Nhưng tôi yêu quý lắm thôi. Và bây giờ ở nhà lầu 200-300 tầng, nó nực muốn chết luôn, chịu không nổi, mở máy điều hòa. Rồi quý vị biết ở đâu mát nhất không? Ở dưới gốc cây. Quý vị nào có ở không biết. Còn nếu trời mưa, quý vị vô nhà mà nhà lột tranh là mát nhất. Nhưng mà nó nặng lột, thôi để lá. Còn nhà ngói nhất là nhà thiết, nhà tôn, trời ơi nó nóng chịu không nổi. Mà nó lạnh cũng lạnh buốt luôn. Con người văn minh là con người ngu văn xương. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì chúng ta thấy là thế giới tịnh độ đó là một thế giới không có đối tượng. Ví dụ tôi nhìn cái bông, thì tôi biết đây là cái bông. Cái biết đó là nhận thức, cái bông là đối tượng nhận thức. Còn nếu tôi là thế giới tịnh độ, thì tôi nhìn cái bông, thì cái bông nó chỉ là những cái năng lực đang chuyển biến thôi, chứ không có cái bông mà không có tôi nhìn. Chỉ có cái lặng lẽ. Thành ra thế giới quý độ chúng ta có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thì nhận thức của tôi là quá khứ hiện tại, vì bây giờ tôi nhận thức khác, mai nhận thức khác. Còn cái bông này nằm ở trong mười phương, tức là không gian. Nó nhờ đông tây nam bắc, đông nam tây bắc, thượng hạ mới có cái bông. Chúng ta có thể cầm nắm được. Còn thế giới tịnh độ đó thì cái bông này nó chỉ là sát na, không bao giờ nắm bắt được. Mà mình cũng không có tướng. Các quý vị thấy hơi khó hiểu phải không?
Ngồi thiền đi là hiểu. Tôi giảng để có một khái niệm thôi. Khi quý vị ngồi tới nhị thiền, tam thiền, quý vị trăn trở thời gian nào trong yên lặng, quý vị sẽ hiểu được thế giới tịnh độ. Thành ra thế giới tịnh độ là thế giới hiện tiền. Ai mà có coi Kinh Kim Cang, gặp cái câu của bà lão mà ông Đức Sơn ông hỏi. Đức Sơn thì đi vô cái quán đó lội lên ở trên Long Đàm. Long Đàm thì tu nhất tiếp ngộ nhất thời. Thì chỉ có thế giới hiện tiền, không thế giới là hiện tại. Cái hiện tiền thì đâu có chứng, đâu có đắc gì đâu. Mình tính là ai với đại. Thành ra trong Kinh Kim Cang nói quá khứ tâm bất cả đắc, hiện tại tâm bất cả đắc, vị lai tâm bất cả đắc. Như cái bông này thì quá khứ nó là do hột giống. Rồi với thời gian đầy đủ duyên nó mới thành cái bông này. Rồi phải có ông thợ, người trồng trọt bẻ nó đem bán, bây giờ mới nằm ở trên đây. Rồi mai mốt đây, trong quá khứ đây nó sẽ tàn tạ. Tương lai ba bữa, năm bữa, bảy bữa nó sẽ vô cái thùng rác. Hiện tại là cái quả của cái nhân quá khứ, tương lai là nó vô thùng rác, nó trở về đất lại. Còn cái hiện tiền đó, cái bông không có. Cái bông này chỉ là những cái năng lực, tức là thức biến. Thì quá khứ cũng là thức biến, mà tương lai cũng là thức biến. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Thành đó Đức Sơn ông vô, nó trong đó là ông nói là tôi vô tùy. Làm cái thằng cha Long Đạp là phá Phật Pháp. Tu là phải có quá khứ, có hiện tại, vị lai. Cái này ông nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Đi lên cho bà đảo hỏi ông đi đâu vậy? Quải cái gì mà khệ nệ? Nói tôi quải ba mươi kinh Kim Cang sớ sao, tức là chú giải, để lên phá cái Long Đạp. Rồi ông bà lão nó cùng giữ a, thôi mời Đại Đức vô ăn. Mà Đại Đức ăn cái gì? Nói tôi đói quá cho tôi điểm tâm. Bất cứ cái gì cũng đem được hết. Bánh mì hay hủ tiếu chai hay là bánh bao hay là xíu mại cái gì đó. Thì nói đây là có đủ hết. Nhưng mà mời Đại Đức trả lời cho lão một câu. Lão sẽ cúng dường, còn không nó thì mời Đại Đức đi ra khỏi quán. Thì nó hỏi rồi hỏi mau đi bà, tôi đói bụng quá rồi, tôi leo từ cái chân núi. Nói Đại Đức nói là sớ sao Kinh Kim Cang lên để phá anh ra Long Đà. Bà lão là đệ tử Long Đà. Bây giờ xin hỏi Đại Đức, trong Kim Cang có câu quá khứ tâm bất cả đắc, hiện tại tâm bất cả đắc, vị lai bất cả đắc. Đại Đức điểm cái tâm nào? Thì ông Đức Sơn ổn chơi dối. Mà nói điểm tâm mà quá khứ không có, điện thoại không có, vậy là gì? Điểm cái tâm nào bây giờ? Ông đang suy nghĩ thì bà lão nói một phút nghỉ suy mây bay ngàn dặm, mời bà Đức đi ra khỏi quán. Thế là thua. Ta thấy là cái sát na nó khó hiểu vô cùng. Tu từ nhỏ tới lớn 40-50 năm rồi không hiểu cái sát na. Tôi cũng vậy, tôi trăn trở với nó mới bây giờ mới hơi hiểu hiểu. Thì tôi mới bắt đầu tin tịnh độ, thấy nó như thấy chỉ trên bàn tay. Đó là cái tịnh độ tôi còn bác. Không tin thì bác. Rồi bây giờ tôi thấy là cái thiền tông bế tắc. Thiền tông của vị Đạt Ma thì rất đúng. Biết vọng không theo. Thật ra biết vọng không dính mắc thì đúng hơn. Không theo thì còn lại kẹt nữa. À, rồi bây giờ qua tới cái tịnh độ thì phải hiểu thế giới sắc na. Mà tôi đọc hoài tôi không hiểu sắc na là cái thế giới hiện tiền thì biết cái danh từ. Rồi sau đi sâu vào cái nhị thiền lặng lẽ rồi trăn trở với nó, bất mãn với nó, rồi sau nhận được cái sắc na. Chúng ta thấy cái sắc na khó nhận, nhưng mà thấy tịnh độ nó hay. Nếu được giảng sanh về cực lạc, chỉ cần nhất niệm thôi, chú kỳ thôi. Không cần sát na. Mà phát nguyện thì về cực lạc thành Như Lai. Ngay trong một kiếp một. Thì ban đầu tôi không tin, nhưng mà coi 48 lời nguyện, tôi coi mười mấy hai chục lần.
Coi tới coi lui bắt đầu hiểu 18, 19, 20. Tôi nghe các nhà rất là trí thủ. Cái ông gì đó, ông giảng trước. Ông nói trong đó chỉ có mình chú ý ba nguyện thôi, còn cái kia là của Bồ Tát. Liên can với mình có nguyện 18, 19, 20. Nhưng mà giải thích mỗi người mỗi khác. Trong đó giải thích thì cũng kha khá, nhưng mà không giúp tôi. Tôi coi tới coi lui người tôi có chữ Hán. Thì tôi bắt đầu hiểu, tôi nói chào có một tình độ tôi thắng. Tôi hiểu thế giới sát na nữa, tôi nói rồi. Tình độ như trí trong bàn tay. Rồi sau mới coi lại mới thấy là tôi thêm ở thế giới này có hai thế giới. Một thế giới của dòng nước, đó là sát na. Một thế giới của tất cả lượng sống, đó là chu kỳ. Thì thế giới của lượng sống đó là thế giới của sắc, thọ, của tưởng, của hành, của thức. Mà hiểu cho rành đó, mà hiểu không rành thì cũng được ai. Ví dụ tôi thấy cái bông này, thì ban đầu tôi nhìn cái bông, đó là sắc. Còn cảm giác dây thần kinh tôi rung động, bắt đầu tôi cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, tưởng quẩn. Tôi mới nghĩ là cái bông này đẹp quá. Mình hỏi sư cô mua một vài cái bông này đem về trồng. Xin cái hộp nó đem về trồng. Thì cái tư tưởng tính toán đó là tưởng quẩn. Rồi bây giờ thực hiện hay không? Ý chí nó quyết thực hiện. Cái này là hành. Có khi tôi nghĩ vậy tôi bỏ qua. Có tưởng mà không có hành. Bây giờ tôi quyết định. Đi hỏi sư cô cái ông cái bông này mua ở đâu? Người mua ở trồng học giống như thế nào, xin một giống đó về trồng, quyết định sai cái thân đi, cái miệng hỏi. Thì cái này là hành chứ không phải là tưởng, nó khác nhau. Có quyết định, có đắn đo, có lựa chọn thì cái đó là hành. Còn suy nghĩ có bông này đẹp quá, phải mà đem về chân bằng Phật làm sao mà có dài dài cho cái này là tưởng của. Rồi tôi không quyết định, tính toán vậy thôi. Mà có đắn đo suy tính lựa chọn quyết định hành động, cái này là hành. Rồi sau khi làm rồi đó, cái này nó làm cái kinh nghiệm, kiến thức hiểu biết của tôi mới chứa vào trong cái kho linh hồn, đó là thức. Đây là cái tiến trình của năm. Chúng ta hàng ngày sống làm cái đó. Mà cái tưởng quẩn muốn có đó, thì phải nhờ kinh nghiệm kiến thức. Hồi xưa giờ tôi thích những cái bông trắng mà đẹp như vậy, bây giờ nó có thì trong đó nó chứa trong kho ai đây cho. Bây giờ tự nhiên cái hành quẩn là cái nghiệp đó, nó moi trong đó, nó cung cấp tư tưởng. Tư tưởng mới thấy khoái. Rồi bây giờ mà khi gặp sắc cái bông, cảm giác khởi lên thì tư tưởng mới phát hiện. Tư tưởng mới phê phán thì nhờ ai lại ra cái nghiệp mạt na cung cấp chất liệu cho nó, thì nó mới phê phán. Thì bên trong đưa ra kêu là hiện hành. Rồi bây giờ cái tư tưởng hợp tác với ý chí, sai cái thân làm cái miệng nói, tạo cái nghiệp mới mới tống trở vô. Thành ra cái thức thứ bảy còn có danh từ truyền tống thức, ở trong truyền ra là hiện hành. Rồi khi tạo cái nghiệp đấy, chúng tử quân tập vô trong, thành ra kêu là quân tập. Chúng ta cái hiện hành quân tập, chúng ta cứ truyền vào, tống vào, truyền ra. Niệm Phật cũng vậy. Chúng ta có hai cách niệm Phật nha. Niệm Phật bằng tư tưởng, có người nói niệm Phật bằng miệng. Sai từ cái sai này tới sai khác, tôi vô trong sâu vùng xa. Mấy bà không biết cái gì, thành ra tôi cũng phải lỗi vô đó, tôi nhắn, tôi bệnh hoài. Tôi thấy vô đó đông là 400-500 đông. Bây giờ có vùng quê người ta tu nhiều lắm, mới là kêu tu mù. Niệm Phật có khi không dẫn sanh, không hiểu biết. Có môn tịnh độ nó dễ mà nó khó, hay có sự. Tôi hỏi mấy ông bà niệm Phật bằng cái gì? Bạch sư dễ quá, niệm bằng miệng. Tôi nói không có miệng niệm được không? Làm sao niệm được sư? Tôi nói giờ tôi không niệm Phật, tôi ngồi nín thinh. Mà tôi nhớ Phật, tôi nghĩ Phật, tôi tưởng Phật, phải niệm Phật không? Phải. Chết. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật.
Có nhiều người biết đưa tay lên bạch sư niệm Phật bằng tâm. Tôi hỏi tâm là cái gì, nó ra làm sao, nó ở đâu, nó bao lớn. Không biết. Nó khó. Mà đó tôi phải dội dò đó, tôi giảng một lần đâu có được. Tôi phải lập tới 3, 4, 5, 6 lần. Phải cho thí dụ bây giờ dễ dàng nhất. Rồi bởi vì có điện, có làn sóng, có điện thoại, có radio, có tivi. Mấy cái đó mà đem vào giảng đạo Phật rất là sáng tỏ. Con người bây giờ thông minh hơn xưa. Bây giờ có học. Hồi xưa 10 người nó dốt hết 9 rồi. Còn bây giờ 10 người đó biết chữ rất là hết tới gần 9 rồi. Bây giờ là phá nạn bù chữ mà. Nhưng mà nhất là miền Nam chúng ta, Việt Nam này cũng còn dốt nhiều quá này. Bị nghèo, chính phủ trợ giúp nhưng mà sâu xa thì nó rớt dọc đường hết, là tham nhũng quá trời. Anh đâu thất học nhìn sâu xa cũng còn nhiều, nhưng có đi giảng pháp mới biết. Mới nói vậy cho không giải vậy đâu sư. Chính phủ giúp tiền xuống đây nó rớt mất hết ra. Học sinh bây giờ muốn đi học nhiều phải lội sông qua, không có cầu, không có gì hết. Nó thảm. Chính phủ bây giờ trợ giúp giữ nhất là những cái chùa. Đi quỷ lão giúp tiền bạc để cất cầu cống rồi này kia. Cho học sinh nó đi thì nó đỡ hơn. Bây giờ 10 đứa trẻ thì hết 8, 9 đứa biết chữ. Còn hồi xưa mà 10 đứa trẻ hết 9 đứa vốn. Nó đỡ. Có học dầu sao cũng hơn, giảng pháp nó dễ. Bây giờ chúng ta trở lại. Thành ra cái thế giới tịnh độ với tứ quý độ nó khác. Chứ đối tịnh độ là có nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhận thức thay đổi, đối tượng thay đổi theo. Mà đối tượng thay đổi, nhận thức thay đổi. Còn thế giới cực lạc thì có nhận thức mà không có đối tượng. Ví dụ tôi biết đây là cái bông. Thì không có cái bông, tôi vẫn còn cái biết. Không cần đối tượng. Rồi cái bông thay đổi này, cái biết tôi cũng vậy. Cái bông thay đổi chứ cái biết không có thay đổi. Thì đây là cái trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là hay nhất. Đức Phật đánh cái tiếng chuông. Hỏi ai đang có tiếng không? Ai nào nói có. Ngài nói đúng, ông thông minh. Rồi Ngài ngừng đánh hỏi ai đang có tiếng không? Ai nào nói không. Ngài nói ông thông minh. Rồi Ngài đánh chuông hỏi ai đang ông có nghe không? Nói bạch Thế Tôn con nghe. Rồi Ngài ngừng, Ngài không đánh hỏi ai đang ông có nghe không? Bạch Thế Tôn con không nghe. Ông điên đạo. Tôi đọc tới đó, tôi chơi dối. Ôi trời, nếu mình mà Đức Phật hỏi mình cũng trả lời vậy. Thì đánh thì có tiếng chuông thì mình nghe, mà không có đánh thì không có tiếng chuông mình không nghe. Mà Ngài nói điên đạo. Thật ra hai câu nó khác nhau. Một cái Ngài hỏi về tâm, một cái Ngài hỏi về sự vật. Mà nếu chúng ta tu tâm thì chúng ta thành Phật, mà tu theo sự vật chúng ta thành ma. Có nhiều đó thôi. Chúng ta nhận xác thân hiện tượng giới này là ta thì chúng ta là ma. Rồi chúng ta nhận cái biết, biết xác thân. Cái biết không phải là xác thân thì cái biết này là Phật. Có vậy thôi. Rồi cảm giác khởi lên, cảm giác là hiện tượng giới, nó sanh diệt. Mà biết cảm giác sanh diệt, cái biết không có sanh diệt thì cái biết này là Phật. Còn nói tôi sanh diệt thì tôi là ma. Có nhiêu đó thôi. Mà từ xưa giờ tôi không biết. Hai mươi mấy năm trời tôi mới biết. Biết mà biết cách lờ mà không có giải thích rõ như bây giờ đâu. Tôi giảng quý vị nghe gì thế giới luôn, vì tôi cũng giảng không rành. Rồi bây giờ là bốn mươi mấy năm tôi bắt đầu rành, giảng rất rõ. Bởi vì tôi đi sâu vào đó, tôi bằng cái đó. Nhưng mà đã quả gì thì tôi cũng xin thưa là tôi cũng mập mờ. Cái đó phải có Đức Phật, những người thánh nhân người ta thọ ký cho mình đi đúng hay không? Vì giữa cái cõi bốn đường ác với cõi người, cõi trời dục giới với nhập lưu giống hệt nhau. Nhưng mà khác nhau một trời. Bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Thì người trời thấy mà thấy lờ mờ. Mà đạo Phật dùng danh từ rất hay là vô minh. Minh là sáng, vô là không sáng. Thấy lờ mờ cho nên mới chạy trốn, mới cải sửa. Thành ra tu là cải sửa.
Còn nhập lưu thấy rất rõ, thấy cái tiến trình của sát thân này, có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh lên rồi. Chúng ta phải học cái đó đấy. Mà thấy rõ thì sao? Không dính mắc, không có chạy trốn, không có cải sửa, ở trong nó mà không dính mắc gì đâu. Quý vị thấy rõ cái gì là quý vị không có vấn đề dính mắc đó. Còn thấy mờ mờ quý vị mới có tin hoặc là không tin. Tin là ngu, mà không tin cũng là dại. Còn nếu tôi thấy rõ như chỉ trên bàn tay, không có vấn đề tin hay không tin. Bây giờ tôi nắm cái tay lại, tôi nói trên tay tôi có cục kẹo, thì quý vị tin không? À, thì bắt đầu có tin hay không tin. Bên này thì tin, bên này thì không tin. Thì bên không tin thì thấy đúng hơn. Hỏi vậy chứ bên bên mặt với cô đây có thấy cái gì trên tay sư? Nó không thấy. Không thấy sao dám tin? Ngu, mê tín. Thì đúng rồi, mình không thấy mà mình tin là ngu. Tôi tin tưởng ông sư. Ông sư nói là phải có. Tôi mới là chánh tín. Tôi không thấy cho nên tôi không tin. Rồi nếu bên nữ mà người ta khôn khéo, người ta hỏi lại, mấy ông có thấy gì trên tay sư không? Rồi tôi cũng không thấy. Không thấy thì tôi đuôi mấy ông cũng mù. Hai người giống nhau. Mà tôi tin là có. Ông dùng chứ không tin, tức là ông tin là không có. Tin có hay tin không đều ngu như nhau. Tôi đuôi mấy ông cũng mù. Mà hai người đều không thấy hết thì tin cũng vậy, mà không tin thì cũng là mù với nhau. Khi nào mà sư mở bàn tay ra không có gì hết, sư nắm lại. Rồi tôi mới hỏi trong tay tôi có cục kẹo, mấy ông tin không? Mấy ông bà nó câu hỏi sư đặt sai rồi. Con không có vấn đề tin hay không tin. Con nói thẳng với sư là trong tay sư không có gì hết. Tại vì con thấy rõ. Thành ra đạo Phật là đạo thấy rõ, chứ không phải là đạo mù mờ. Mà làm sao để thấy rõ? Hết làm sao thì không thấy rõ. Làm sao là tạo cái pháp môn cải sửa nữa thì thấy nó cao hơn. Bỏ xiền cây, xiền sắt, thấy được cái xiền vàng, vẫn nằm trong cái xiền. Như vậy làm sao sư? Nó còn đặt cái vấn đề. Mà đặt vấn đề là một cái ngu, còn giải quyết vấn đề càng ngu nữa. Thành ra thế giới giọt lọt vào trong cái ngu si. Liên Hợp Quốc là những bác học không? Những là tiến sĩ nhà cao thôi. Mà đối đạo Phật những người đó là những người ngu. Thông minh thì có thông minh, nhưng mà không có trí tuệ. Người trí tuệ là không có đặt vấn đề. Vấn đề từ đâu mà có? Chúng ta có đặt vấn đề rồi là chúng ta tìm cách giải quyết, mà thật sự là không có vấn đề. Sư nắm cái tay mà sư hỏi thì tôi bắt đầu đặt vấn đề là vậy. Con không có vấn đề tin hay không tin. Con chỉ làm sao mà thấy rõ trong tay sư có cái gì không thì con mới trả lời với sư được. Còn bây giờ không thấy là tụi con không có đặt vấn đề. Tin cũng ngu mà không tin cũng vậy. Bây giờ con thể tìm hiểu cho nó sáng tỏ. Mà tìm hiểu vấn đề từ đâu mà có, cái đó mới là chánh mà mình lại đặt vấn đề. Ví dụ vấn đề chính là tư tưởng. Khi mà tôi nổi giận thì tôi đổ thừa người chửi tôi làm tôi nổi giận sai. Rồi tôi biết rằng cái đó sai, tôi nói tại tôi nổi giận, có lỗi ở tôi. Mà cái gì làm tôi nổi giận? Vì tôi biện minh là tại người chửi tôi bị chửi cho nên tôi giận, không đúng. Vì cái gì làm tôi nổi giận? Chính là tư tưởng. Rồi bây giờ làm sao việc tư tưởng lại là cái sai? Việc tư tưởng là dùng tư tưởng cao hơn để việc tư tưởng đè nén nó xuống. Tại sao mà không tìm hiểu tư tưởng từ đâu mà phát sinh? Từ đâu mà phát sinh tư tưởng? Thì như nãy tôi nói, từ căn tiếp xúc với trần.
thì mới có cảm giác. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện cảm giác. Điểm gặp gỡ của ba pháp này thì mới có xúc, tư tưởng mới phát sinh. Có cảm giác rồi bây giờ, do sự đắm nhiễm thì tư tưởng mới phát sinh. Mà nếu tôi thấy rõ, con mắt tôi tiếp xúc với sự vật rồi cái cảm giác khởi lên, tôi dừng ở chỗ đó, thì tư tưởng tôi làm sao phát sinh được? Thì ai lại ra cái chất liệu ai ra không xài được, cái nghiệp cũng dừng luôn. Thì đó là Niết Bàn. Niết Bàn chỉ là một sự dừng lại, lặng lẽ mà nhìn mọi sự vật. Cũng như giờ khoa học có những đồng ý chỗ đó, đồng khoa học không đồng ý. Sắc là sắc, còn không là không. Bây giờ khoa học có công nhận là cái định lý tương đối của ông Einstein, E và MC bình phương. M là mass, vật chất, hiện tượng giới. C là tốc độ ánh sáng 300.000 cây số giây như bình phương lên. Thì thành ra ơ energy, năng lực. Năng lực có thể biến thành vật chất, vật chất có thể biến thành năng lực. Thì cái tâm kinh mà mấy ông bà tụng hoài bây giờ khoa học giải thích một cách sáng tỏ. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Ở đây chắc mấy ông bà rành ở đó. Rành hơn tôi không có tụng. Tôi chỉ giảng pháp thôi, tôi không có tụng kinh. Tôi tụng kinh vô tự à. Tôi chỉ có ngồi thiền thôi, chứ tôi không có tụng kinh khó mỏ gì hết. Không có đánh chuông, đánh trống gì, tôi là ông tự vô. Không biết cái gì, có biết có ngồi thiền. À, tôi chú thiền cho người ta, tôi cũng ngồi thiền, tôi nói chuyện với mấy cái dòng rồi tôi còn. Tôi chả biết cái gì. Tôi một đêm ba thời công phu quá. Mà công phu của tôi là công phu vô tự. Tôi không có chuông mỏ khánh gì kìa. Cái gì tôi cũng chả biết. Tôi biết có pháp lý à. Đức Phật dạy à. Người tu cuối cùng thì có pháp thôi. Bậc giải thoát lìa xa nghệ nghiệp. Được nhẹ mình mới độ tiếp chúng sanh. Chỉ có một cái giảng pháp. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không uống rượu, không thuốc, không cái gì có pháp lý đó. Anh nói tới đâu mà cần pháp lý là đi tôi đi đó. Bố thí, tài thí, pháp thí, vô vi thí. Tài thí là cho tiền bạc, cho người ta một đời này thôi. Rồi chết rồi vẫn luân hồi, khi cho người ác nó còn làm ác. Vô vi thí là nhẫn vào lửa, vào nước để cứu người ta. Cứu được xác thân một kiếp này thôi. Còn pháp thí mà giảng người ta thì chánh pháp, thấy được cái bất tử đời đời kiếp kiếp không còn tái sanh. Thành ra cái pháp thí là cao thượng nhất. Đức Phật mới nói sau khi ta chết rồi ta để pháp lại, con lấy pháp làm thay. Anh ăn bạch Phật mà. Phật nói khi ta từ giả rồi các con chớ nói rằng ta nhập Niết Bàn là ta hết bảo hộ. Không. Ta để pháp về lực lại nó sẽ ủng hộ cho. Giới lực và kinh điển pháp tức là hiện tượng giới. Ai thấy được pháp là thấy được duyên khởi. Thấy được duyên khởi là thấy được Như Lai. Ta chính là pháp. Thành ra Ngài có cái danh từ là Pháp Duyên Tự, vua của pháp. Nhưng bây giờ mình phải học pháp thôi. Thành ra đâu mà cần nói pháp, mà đến thăm tôi là phải đầy pháp lý. Còn không là tôi hỏi là tôi đuổi về. Còn không là tôi không có tiếp. Đến tôi là tôi không có hỏi mạnh giỏi, không làm ăn khá giả gì đó. Không có biết tới mấy cái vụ đó. À, mà ăn cá không khá thì kệ. Nếu làm sao đầy đủ pháp lý. Chết rồi có mang theo cái hiểu biết. Hiểu biết là gì? Là pháp. Mà hiểu biết như nào mới là đúng? Hiểu biết cái bất tử. Hiểu biết cái niết bàn. Thì người đó mới là giảng chánh pháp. Thì thời buổi này không giải được cái niết bàn được. Nhưng mà tôi dùng cái trung gian giảng cái tịnh độ từ đó qua niết bàn. Cái mấy vị bây giờ đi vào cái niết bàn làm sao đi? Vô niệm là không đi. Nhất niệm mà thành Như Lai
Chỉ có tịnh độ mới giúp. Thành ra đi đâu là đặt đồng tư giãn tịnh độ. Nhất niệm thì sanh về cõi trời. Không có cái pháp môn nào dám nói nhất niệm là Như Lai. Chỉ có mình sinh độ. Nhưng mà phải thêm cái phát nguyện. Nhất niệm cũng về cõi trời, tịnh độ cũng nói vậy. Nhưng mà A Di Đà ơi, con không muốn về cõi trời. Con muốn về cõi cực lạc của Ngài. Mà hỏi con nhất niệm chưa? Rồi. Ngài tiếp dẫn liền. Con tạp niệm năn nỉ Ngài xới đầu, nếu về đó con ở không được đâu. Con còn nghĩ tiền bạc, nghĩ vợ con còn lăng xăng, mà làm sao về cõi cực lạc. Bên đó không có sắc tài danh lợi uống ngủ nghỉ, không có vợ con, không có tiền bạc, không có thuốc, không có rượu đâu. Con ghiền cái đó là con không về đó được. Năm giới là bỏ hết cái đó. Thì nếu quý vị muốn giảng sanh nhớ năm giới giữ cho kỹ, chút nữa là trả cái đó, ta trả cái năm giới, rồi trả luôn cái tiến trình tâm vẫn có bao nhiêu đó thôi. Không làm các điều ác, phải làm điều lành, rửa cái lòng, cái tâm cho trong sạch. Đó là điều Phật dạy. Chúng ta thấy nó khó khăn. Bây giờ trở lại, thì đại khái chúng ta thấy hai cái thế giới nó khác nhau. Thế giới của cực lạc đó thì có nhận thức mà không có đối tượng nhận thức. Có thời gian là nhận thức mà không có không gian. Không gian bị quá giải rồi. Có hình mà không có tướng. Nhưng mọi sự vẫn có tướng là do năm A Tăng Tỳ Kiếp với 48 lời nguyện mới có. Thành ra nhập lưu nhất vãng lai bất lai là ở thế giới tịnh độ. Và các ngài đi nhập vào dòng nước 1/4, 2/4, 3/4. Chừng nào đi tới 4/4 thì các ngài chính là A-la-hán, là nước chứ không phải dòng nước. Dòng nước với nước có khác không ha? Cái này là cái khó khăn. Sống thì với dòng nước nó khác rồi. Sống là sao động, chuyển biến. Đó là thế giới quế độ. Dòng nước là đứng lặng, chuyển biến. Cái sao động thì có sống, mà đứng lặng thì sống mất. Nhưng mà còn chuyển biến dòng nước. Thành ra thế giới tịnh độ là chơn, dòng, hòa, hợp. Không phải chơn mà không phải dòng. Bởi vì nó đứng lặng nó chơn mà nó còn chuyển biến nó dòng. Còn nước đó là đứng lặng bất biến. Khi nào dòng nước mà chảy một cách thật nhanh, kêu là thần tốc, thì nó đứng lặng bất biến. Thì nơi đó chẳng có không gian, chẳng có thời gian, chỉ là một sự yên lặng hoàn toàn. Khi mà biển mà mất gió rồi, không còn chảy, chúng ta thấy chỉ còn một cái nước đứng lặng. Thì cái đó là thế giới của A-la-hán. Thôi đại khái vậy thôi ha. Thế giới của sống. Hết giờ. Tiếng 15 phút rồi đó. Còn có 15 phút nữa thôi. Tôi nhiều chuyện quá, thời gian không hết. Đó thì chúng ta thấy là hai cái thế giới nó khác nhau. Mà chúng ta chỉ có trở về thế giới dòng nước nhập lưu 1/4, nhất vãng lai 2/4, bất lai 3/4, đi tới A-la-hán mới trở về với nước được. Thì bây giờ cái luân hồi sanh tử mới chấm dứt. Còn nhập lưu, còn trở về khỏi trời dục giới và khỏi người 7 lần. Nhất vãng lai còn trở về khỏi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của sắc giới 1 lần. Bất lai thì trở về cõi tứ tiền và tứ không, rồi đi tới A-la-hán. Có A-la-hán thì không trở về đâu hết. Thành ra A-la-hán mới thật sự là thánh vô học. Còn nhập lưu nhất nhãn lai bất lai là thánh hữu học. Ba vị này mà không phát nguyện, không giảng sanh. Có A-la-hán thì tự do, khỏi cần phát nguyện, muốn về cực lạc lúc nào thì về. Nhưng có điều là các ngài đi lạc tần số. Như vậy thì
chúng ta muốn giảng sanh thì cái điều mẫu giáo của chúng ta là phải thuộc ba điều: tín, hành và nguyện. Tức là tu đạo Phật thì phải có giới, có định, có tuệ. Pháp môn nào cũng vậy, mà ngoại đạo cũng vậy, mà tu tiên cũng vậy, mà nhà nước cũng vậy, mà tu ăn cướp cũng vậy. Nhưng mà cái định nghĩa khác nhau. Định nghĩa đạo Phật thì rốt ráo nhất, rõ ràng nhất. Giới định tuệ của muốn được ác là tà giới, tà định, tà tuệ. Không có thời gian, không có giải thích. Còn giới định tuệ của cõi bốn đường thiện, người trời dục giới, sắc giới vô sắc là chánh giới, chánh định, chánh tuệ. Người của Phật nhập lưu nhất vãng lai bất lai là thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Tức là qua bát nhã. Thành ra quý vị giữ, không giữ giới gì hết. Giữ giới ngoại đạo đó là tà giới, tà định, tà tuệ. Quý vị giữ năm giới, tám giới, mười giới là chánh giới, chánh định, chánh tuệ. Giữ 250 giới, chưa tới 10 giới trọng 48 giới kinh là thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Thì cái này phải thấy được cái bất tử thôi. Nhưng mà cõi người trời có thể thấy được bất tử nếu nhờ có chân sư khai thị cho. Nếu được giảng sanh về cực lạc, gần gũi bậc thiện trí thức, sống như hoàn cảnh thuận tiện thù thắng, thì quý vị sẽ được giảng sanh. Như vậy thì giới tức là hành, định tức là tính, nguyện tức là huệ, thì đủ ba điều đó. Thì điều đầu tiên là quý vị phải thuộc lòng năm giới và năm cái điều lành. Năm giới là một, không sát sanh, mà còn phải gì nữa? Phóng sanh. Hai là không trộm cắp mà phải sao? Vô thí. Ba là không mà phải sao? Tiết dục. Bốn là không mà phải nói lời chân thật mà nhắc được. Phải không? Chân thật mà phải dịu, dịu dàng cho là ái ngữ đó. Còn năm là không, không ghiền có chất sai, nhất là rượu, mà phải sao nữa? Quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Một lần nữa thì tới đây là tôi xin tóm lại, là hôm nay tôi phân biệt giữa thế giới tịnh độ và quý độ. Quý bộ là có nhận thức và đối tượng nhận thức là thế giới của chúng ta. Tư tưởng thiện và ác đã tạo nên 6 tỷ người trên quả địa cầu chúng ta. Còn thế giới tịnh độ là thế giới của chư Phật, dùng cái trí tuệ của Ngài để tạo ra cái thế giới đó. Thế giới Phật lập có nhận thức mà không cần đối tượng, có cái dòng nước linh hồn mà không có sống, có sống cũng được mà không sống cũng được. Nó sống với cái dòng nước chứ không phải sống như lượng sống. Còn chúng ta lấy lượng sống là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, hãy lượng sống tiêu là chúng ta tiêu theo. Còn chư Phật đó thì Ngài thấy cái dòng nước làm tôi, thì lượng sống nó có tiêu, cái dòng nước nó vẫn còn hoài. Đó là thế giới tịnh độ. Mà thế giới này không phải là chơn, mà cũng không phải là dòng, mà là chơn dòng hòa không. Đi tới A-la-hán mới là thế giới chân thật, phi không gian, phi thời gian. Thế giới của chúng ta là có không gian, thời gian tương ưng, là hòa hợp với nhau. Còn thế giới tận độ là chỉ có thời gian mà không có không gian, không gian bị quá giải vào thời gian. Còn thế giới của A-la-hán là thế giới chân tâm, là phi không gian mà phi thời gian luôn. Thành ra có ba cái thế giới. Như thế giới sát na là thế giới tịnh độ, kêu là cái hiện tiền. Còn thế giới này là thế giới chu kỳ. Mà muốn đi xa phải đi từ gần. Tức là lần cần đừng làm điều ác, phải làm các điều lành.
Rồi phải biết cái tiến trình năm quẩn để rửa cho nó trong sạch. Tiến trình năm quẩn mà không biết gì hết là bốn đường ác ngay bây giờ và tại đây. Đó là quý vị. Rồi khi biết được cái tiến trình năm quẩn như nãy giờ tôi bắt trả bài, tôi vì quý vị thôi. Tôi khổ tâm là quý vị không nắm được cái đó thì cái bài giảng tôi là cái cuộc giảng sanh của quý vị kể như con số không. Dầu muốn dầu không, quý vị cũng phải cố gắng thuộc lòng. Vì nó là cái số mạng của mình. Mình lang thang vô lượng kiếp rồi, bây giờ chấm dứt. Mình muốn hết khổ, muốn giảng sanh về cõi Phật, mà khi người ta chỉ mà con đường giảng sanh, không dám làm. Như vậy là tu cái gì? Tôi khổ tâm à, tôi nói thật, tôi phiền nói vậy. Tôi vì quý vị thôi, tôi đơn giản làm sao cho dễ hiểu, cho gọn gàng. Rồi tôi thử bắt quý vị trả bài, là quý vị nằm lòng. Ích lợi cho quý vị chứ ăn thua gì tôi. Quý vị không dẫn sanh thì tôi có ăn thua gì. Nhưng mà tôi thiếu cái đức. Quý vị không có niềm tin ở tôi, không cố gắng, không thấy rõ cái bài giảng rất là quan trọng. Quyết định cho cái số phận lang thang vô lượng kiếp của mình. Ngay hôm nay mình nắm được nó, mình sẽ có con đường đi. Tôi đã trăn trở 40 năm trời, tôi mới giảng được như hôm nay. Còn quý vị không chịu tiếp thu. Đúng là tôi hỏi là phải đưa tay hết toàn pháp hội này. Thì quý vị mới có một sự tha thiết trên con đường giải thoát. Lần này quý vị có bộ thường quá. Quý vị ở đây mà tôi phải lội từ ở trời Vinh xuống tới đây giảng pháp cho quý vị. Mà giảng rất là rõ. Chỗ nào không hiểu thì hỏi lại, quý vị không hỏi. Thực hành, không chịu thực hành, hỏi nín khinh. Rồi làm sao tôi giảng tiếp, làm sao mà tôi hăng sai được. Thì tôi đã giảng xong rồi đó. Thì quý vị muốn tu thì cái tới quý vị phải học năm điều ác, năm điều lành cho thuộc lòng. Rồi tiến trình năm vững tôi yêu cầu có bao nhiêu tôi nãy người ta trả rồi, có vậy đó. Thì đó là cái hành trang trên con đường giảng sanh giải thoát của quý vị. Pháp môn tịnh độ là thù thắng một người giảng sanh, chỉ cần nhất niệm và phát nguyện thôi thì thành Như Lai ngay trong kiếp này. Thì thôi, tới đây tôi xin tạm ngưng. Và trước khi dứt lời, cũng xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.